Tôi sẽ phá hủy hết tụi này. Tình xấu rồi. Mình phải giấu nó trong túi thôi. Nếu mà tuồn được thì sao? Buổi chiều tốt lành nha. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời phải không? Pop It. Kẹp tóc thôi mà. Coi nè, có làm gì đâu. Wow, Pop It. Mình may thật. À, thích thiệt đó. Thế thì được, cô có thể vào. Úi, xin lỗi, chậm đã. Cậu thì đừng có hòng. Xin lỗi, em vào trễ. Này, đừng có chắn màn hình như vậy chứ. Ôi, xấu hổ quá đi. Bình tĩnh nào, chỉ là Pop It thôi, nhìn thấy không? Và tôi chỉ tuồn vào trong này. Chờ xem còn cười được lúc xem phim ma này không nha. Cùng đón xem video làm sao tuồn được Pop It và Simple Dimple đến bất cứ đâu. Tớ nói cậu nghe nè, ghế này thật tuyệt vời. Bắt đầu làm thôi. Thầy Hunter, thầy giải thích giúp em ý của tác giả trong bài văn này là gì với? Đỉnh vậy, cú lừa hay đấy. Với lại, mình lấy được cục pin rồi. Hài hước lắm, Ethan. Đứng nghiêm nào. Vâng, sếp. Không có gì, thấy chưa? Tiếp theo. Không có đồ chơi. Tiếp. Cũng vậy. Ngộ lắm mà nhen. Jen, em có mang đồ cắm không đó? Làm gì có chứ, thầy Hunter. Không đời nào, bọn nhóc cuối cùng cũng nghe lời mình sao? Yeah, làm tốt lắm. Tụi mình mang đồ chơi nhấn nút vào lớp được rồi nè. Thầy Hunter, ồ, chào nha. Nhưng mà làm sao các bạn vào lớp nhanh vậy? Ôi không, tụi mình tiêu rồi. Này, nhóc, nhìn tôi giống dễ bị lừa vậy sao? Dám lén lấy mấy cục pin ra hả? Nhóc tì. Đây là em song sinh của chú, Bill Hunter. Xin chào. Thế nên mấy cường sắp tiêu đời rồi. Tụi mình tưởng là lừa được rồi chứ. Ôi mẹ ơi, nộp hết đống đồ chơi ngu ngốc ra đây. Cặp song sinh Hunter là những người thật sự khó chịu. Đáng thương cho mấy học sinh không chuẩn bị được những biến cố như này. Bây giờ mình nên phạt thế nào đây? Ồ, quá nhiều đồ chơi ở đây nè. Trước hết, các cô cậu đã vi phạm lệnh cấm. Đúng, đúng. Thứ hai, mấy em trộm pin của tôi. Và tại sao mình ghét đồ chơi đến vậy nhỉ? Bill, anh đang làm gì đó? Đặt lại chỗ cũ đi. Xin lỗi Phil, tất cả là do các em hết. Phil Hunter mà biến thành Bill Hunter thì tốt hơn nhiều đấy. Trong nhà tù cực kỳ buồn chán luôn. Và Emily muốn chơi một vài trò chơi giải trí ngay bây giờ. Mùi gì ghê vậy trời? Nồng và khó chịu quá đi. Làm tôi khóc luôn rồi nè. Tôi đoán là mùi tỏa ra từ chỗ này. Phô mai. Phil, đúng rồi, là thế đó. Vừa lúc hết hạn sử dụng luôn. Vậy đấy, Julia, tù nhân ăn quá đủ bánh vòng rồi. Tốt hơn là chú nên tự xử lý đĩa bánh này đi. Bánh vòng hư rồi hả? Không, không phải nó. Đi xem chuyện gì xảy ra. Chào, Emily. Ôi, ở đây nổ khí ga hả? Là giày của em đó. Có lẽ đến lúc em nên mua đôi mới rồi. Chú sĩ quan ơi, em sẽ đem vài đôi dép lào cho Emily. Mang gì cô muốn cũng được, chỉ cần đừng có mùi hôi. Chờ đã, chú ơi. Có vẻ như các cô gái đang ủ mưu chuyện gì đó. Wow, tớ mong đây là những thứ tớ nghĩ. Là đôi giày mới của cô đó. Và bỏ cái thứ bốc mùi kia đi được rồi. Chà, ổng đi rồi. Hoan hô, là đôi dép lào đồ chơi. Cảm ơn Julia. Đúng là điều tớ hằng ao ước mà. Những người bạn thân sẽ hiểu lòng nhau mà không cần nói lời nào. Em tính bày trò gì nữa sao? Còn thầy, xấu hổ quá đấy thầy Hunter. Thầy Hunter ghét đống đồ chơi làm học sinh của mình bị sao nhãng khỏi việc học. Chà chà chà, nhìn xem. Em nói tạm biệt với nó được rồi đấy. Thiệt là tàn nhẫn. Ô ha ha ha, tiếp theo. Kết thúc rồi. Cao hơn chút. Và mất hết. Nhưng mà mình đã rất cố gắng làm đôi bông này. Xin chào thầy Hunter. Cậu đang đi đâu đó? Không nhìn thấy bảng hiệu hả? Nó là đồ trang trí mà. Vận may tới đúng lúc ghê. Đừng hòng có ai lừa được tôi, Ethan. Tôi biết mấy cô cậu rõ quá mà. Cởi áo khoác ra đi. Nhanh tay lên. Sẽ có ngày chú hối hận về luật cấm này cho coi. Ôi, cậu là thất bại của tạo hóa mà. Xin lỗi, thầy Hunter. Nó không như thầy nghĩ đâu. Nói nhảm hoài vậy, Ethan. Ha ha, trời đổ mình thật rồi. Jen, có đôi bồng tài Simple Dimple kìa. Cổ là thủ phạm. Cú này cho cô. Phải rồi, phá luật lệ của thầy Hunter là phải chịu hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Tuy nhiên, có lẽ vẫn tốt hơn cho Jen khi mà không thể nghe giáo viên nói gì lúc này. Nhìn vẻ mặt của thầy ấy thì hẳn là không có điều gì tốt lành rồi. Em cảm thấy giống như đang lướt sóng vậy. Đồ chơi của em bị tịch thu. Hẳn rồi, của thầy đây. Thầy Hunter. Ha, quả là đôi bông tai ngớ ngẩn. Áo khoác của cậu còn tệ hơn kìa. Mình chỉ không nghĩ đến khi... Bài thi đây. Vào đi. Các cô cậu có 10 phút. Cơ mà thư giãn ghê ta. Jane và Ethan không nên gây xích mích với nhau. Họ nên đứng cùng một chiến tuyến trong cuộc chiến với thầy Hunter. Peter sẽ giúp tụi mình học về cấu trúc xương sọ của con người. Chỉ cần nhìn hàm dưới của cậu này. Tuyệt vời. Nói chung, sọ con người gồm 2-30 chiếc xương. Và các cô cậu đang đùa tôi đó hả? Điều này buồn tẻ đến vậy sao? Nhàm chán. Ồ, tôi biết làm gì rồi. Vậy bây giờ chuyển qua phần bên trong hộp sọ này nha. Và mấy em nhìn nè. Mê chưa hả? Wow, bên trong có Pop It này. Tớ mong là thầy Rogers cho tụi mình quan sát kỹ hơn. Xin chào, vé của tôi đây. Đứng đó, tôi phải kiểm tra đồ cấm trước hết. Vậy đó, tôi biết mà. Cấm đồ chơi giải trí trong rạp chiếu phim nghe chưa? Có vẻ rạp chiếu phim này có bảo vệ rất tốt. Chào, Ellen ảo thuật gia đây. Xin lỗi, dù là ảo thuật gia cũng phải làm kiểm tra. Tùy ý cậu thôi. Có vẻ bảo vệ đang nghi ngờ vài thứ. Anh có gì ở đây? Pop It ư? Đó là vật cấm. Chỉ là mũ phép thôi mà. Bà là xì bùa. Nhìn xem. Quả là phép màu thật mà. Không chỉ nhiêu đó thôi đâu. Xem tiếp nè. Ủa, đi đâu rồi? Dành cho chú đây. Wow, ảo diệu ghê. Tôi thích đó. Này, rem ép của tôi đâu rồi? Lỡ tôi làm mất ở trong thì sao? Chờ đã, anh bảo vệ. Đoán là vật này phải không? Của cậu đây. Ôi ché ơi, tôi sắp rớt tim ra ngoài rồi. Một trò đùa hả? Được thôi, vào đi. Tôi tin cậu đó nha. Cảm ơn. Ellen chỉ cố tuồn chiếc mũ thư giãn vào rạp chiếu phim mà thôi. Nhưng ai mà biết được, đây lại là một ý kiến tồi chứ nhỉ? Ai đó giúp mình với. Xin chào, chú sĩ quan. Em mang điện thoại đến cho bạn em. Xem nào. Ha, không có Pop It trong tù đâu nha. Tôi phải tịch thu cái này. Ôi, tiếc thiệt. Tôi miễn dịch với mấy trò của cô rồi. Đây, Emily cướp bóc. Vâng, di động của chị đây. Vui rồi nha. Gì cơ, không có ốp lưng sao? Chuẩn rồi đấy. Rồi tôi nên vui thế nào đây? Tốt thôi, phải có gì đó mới được. Ồ, cửa hàng trực tuyến bán đồ chơi giải trí nè. Mình mong là họ có chuyện phát nhanh. Cô bạn da trắng của mình vẫn ổn chứ nhỉ? Cô đặt Pop It phải không? Vâng, cảm ơn. Chúc cô ngày tốt lành. Chắc chắn hôm nay là một ngày tốt lành rồi. Ôi, lưng của tôi. Và cổ cũng đau nữa. À, mình có ý này. Emily, em tới ngay đây. À, tốt hơn rồi đó. Máy massage Pop It hoàn hảo. Anh có mang theo hàng cấm không đó? Tốt, kính của anh đây. Vào được rồi. Ồ, tới lượt mình. Sớm ghê. Ôi không, họ cấm đồ chơi ở đây sao? Tôi không cần cặp kính này. Chị chắc chứ? Đây là phim 3D mà. Tôi có sẵn rồi. Ồ, sáng kiến hay đó. Nè, lối vào là lối này mà. Xin lỗi, do hiệu ứng 3D bị lỗi. Mấy đứa này quá dị ghê. Chà, đối với một số người kỳ lạ, Pop It thú vị hơn nhiều so với bộ phim đó. Mình yêu trò này. Đây là chuyện xảy ra với các đồ chơi bị cấm. Không, chiếc Pop It của mình. Ôi, chỉ là mơ thôi. Nói đúng hơn là một giấc mơ kinh khủng. Giao hàng kem đây. Tuyệt vời, Mị mê kem lắm. Mị muốn một cái kem sô-cô-la. Chờ đã, sĩ quan. Cái kem này không phải của anh. Là phần của tù nhân. Thiệt xấu hổ mà. Tốt, tôi nghĩ tôi tìm được chút kem cho anh rồi đây. Cầm lấy nè. Thứ Mị luôn mơ là điều này chứ đâu. Cảm ơn nha. Tuyệt, giờ thì trở lại công việc thôi. Này, lại gần đây. Gì đó, sao cơ? Tôi không muốn ăn kem đâu. Tôi thích trò gì bấm bấm là được rồi. Emily, tới đây. Tớ mang Simple Dimple cho cậu nè. Julia, đưa cho mình nhanh. Đứng lại, cô không biết xấu hổ hả? Kem đâu rồi? Ý tưởng ngầu đó, nhưng mà thất bại rồi. Mong là Julia không bị bắt. Bạn đã sẵn sàng làm gì đó để tuồn đồ chơi giải trí ưa thích của mình chưa? Chia sẻ ý tưởng của bạn ở phần bình luận bên dưới video này nha. Bạn thích video của tụi mình chứ? Vậy thì hãy like, đăng ký kênh tụi mình. Và đừng quên nhấn vào chuông thông báo nha. Hẹn gặp lại.